Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh youtube của tôi online Và hôm nay thì cậu vàng sẽ giới thiệu anh em một con game bắn súng 3 v 3 Có tên gọi là Ricochet Squad Con game này thì mới ra mắt ở trên Android thôi Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con game này nhé Các bạn thấy là game này thì có đồ họa 3D Theo kiểu phong cách uh, hoạt hình Ở đây mình sẽ đặt tên nhân vật đi Chúng ta sẽ đổi tên nhân vật đi Đó, đặt tên là cậu vàng Nhưng mà nó chả hướng dẫn gì cả anh em ạ vào chơi luôn Chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 nhân vật nhé Hiện tại thì game đang trong giai đoạn thử nghiệm thôi mọi người ơi Chúng ta sẽ có 6 nhân vật ở Leo à, Mỗi nhân vật thì nó sẽ có 4 kỹ năng như mọi người nhé À 3 kỹ năng, một vũ khí và 3 kỹ năng Đây Và các bạn hãy xem trước các cái hiệu ứng kỹ năng của nhân vật ở đây Đó Các bạn này game nó sẽ cho show cho anh em là Nhân vật này kỹ năng nó như thế nào Đây nhân vật thứ hai là nhân vật Oni này Cầm gậy bóng chày Và là Twinker Là cầm súng Và ba kỹ năng như thế này mình chưa tìm hiểu nhiều nhân vật thứ tư là Calibri là cầm sniper oh, kỹ năng uh, tuyệt chiêu cuối là lốc xoáy có thể, khả năng bay lên cao Nhân vật thứ năm đó là jacker cầm súng máy oh, có khả năng có đặt mìn này chiêu cuối là đặt mìn và nhân vật cuối cùng là một nhân vật có tên gọi là remedy là có khả năng hỗ trợ bút máu nhá oh, ok, thì bây giờ chắc là chúng ta sẽ cùng nhau vào game và trải nghiệm để xem là cái con uh, Ricochet Squad này nó chơi nhào nhá. loại loại thì mình có thể hình dung ra là con game này nó sẽ chơi như như những con game uh, bắn súng như kiểu dạng dạng là Valorant ấy kiểu kiểu như thế kiểu kiểu như vậy thôi. rồi chúng ta sẽ cùng nhau vào game mà uh, xem là cái con Ricochet Squad này nó chơi nhào nhá. Rồi, con game này chỉ là 3 v 3 thôi mọi người nhá ở đây mình sẽ chọn uh... rồi chúng ta sẽ chọn theo lượt đây mình sẽ chọn em nhân vật này đi, Ủa? à phải đợi đến lượt anh em ạ, Ủa, sao mình định chọn này quá, ok mình sẽ thiết lập một tí nhé ở đây mình đang chơi bằng uh, giả lập thôi nên là mình sẽ phải cài đặt một chút một số cái phím bấm, Đó. ok rồi, Đấy, cái cái game này đồ họa thì nó là góc nhìn thứ ba nhưng mà hơi khó chịu một tí bởi vì là nó khá là thấp thà nó để cao hẳn ấy thì được đây mình không thể nhìn được, thế là cái tầm nhìn của mình khá là thấp anh em nhé à nhân vật nó sẽ tự động chiến đấu, ok, tức là các bạn chỉ cần liên tâm mà thôi, nhân vật nó sẽ tự động chiến đấu.ủa đây là chế độ gì chơi gì ta? đây, các bạn có thể sử dụng các cái kỹ năng này, Ôi, có thể nhảy lên cao này.ờ, oh, chúng ta sẽ sử dụng các cái kỹ năng ở đây, nó sẽ có các kỹ năng bút máu này. rồi rồi chắc là mình sẽ phải thiết lập thêm uh, uh, mấy cái phím ảo ở đây để sử dụng kỹ năng nhảy này oh cái này để nhảy lên cái này là chỉ bắn nhau được à mình không biết là game này hiện tại đang có chế độ gì nữa bùm máu bùm máu bùm máu bùm máu oh cái này bắn theo kiểu tính điểm của gì ta nó không hiện hiển thị điểm ấy ủa cái này là bắn theo kiểu gì ta nói thật là anh em là mình chưa biết chứ biết như nào ấy, hơi nhìn nó hơi loạn một tí anh em ạ, cái này chỉ có bắn nhau được, à? bình thường các game khác thì nó có cách chế độ như kiểu là cướp cờ rồi tính điểm, các thứ, game này mình thấy chỉ là bắn nhau, hay là hình như là chỉ cần chiếm cái điểm trung tâm này này, game này là chiếm cái điểm trung tâm ấy anh em ạ, đồ họa thì cũng ok, mình thấy là đồ họa game cũng ok, khá là đẹp, ui khó thế. Ủa nó lăn mình, nó hút mình như này Game này nó bay loạn thùng phèo lên luôn anh em ạ Nhưng mà mình không thích cái góc nhìn game này làm nó hơi thấp Nó đặt hơi thấp Nên là Mình khó chịu Đó à. à đây chiếm điểm rồi rồi này À phải đứng trong này chiếm điểm nhá Game này, đây là chế độ chơi chiếm điểm này Ai, bên nào đặt 100% trước là bên này thì thắng đúng không Rồi ok Đấy à, sẽ có Khi được 100% thì sẽ có một cái gọi là overtime Ủa ơi chung là game thì dễ chơi thôi bởi vì là nó tự động bắn, các bạn chỉ cần xoay xoay tâm bắn của nhân vật vào thôi. Ô thắng rồi. Đấy cứ phải chơi thêm để làm quen anh em ơi. Ricochet squad nhá, lỗi mình không biết làm sao mình chọn nhân vật ta. Đây mình sẽ thử một nhân vật khác xem nào. Thử nhân vật sniper đi. Đấy chúng ta sẽ vào tìm trận hiện tại thì game này đang trong giai đoạn thử nghiệm nên nó không có nhiều chế độ chơi đâu mình thấy là nó không cho tùy chỉnh chế độ chơi gì cả ấy nhưng mà chắc là sau này sẽ sẽ có rất là nhiều chế độ chơi đây tên game này Ricochet Squad một con game kiểu kiểu phong cách Valorant đấy Ủa sát để chọn ta đây tức là đến lượt thì sẽ chọn nhân vật đúng không rồi bấm vào đâu để chọn đây mình a à, bấm vào biểu tượng nhân vật để chọn. Rồi ok. Kiểu kiểu thế. Đây chúng ta sẽ vào chiến đấu. Ô thế này thì bắn sniper lợi lắm nhưng mà chẳng qua là nó bắn chậm thôi. Đây. Tầm bắn cái khoảng phạm vi bắn của sniper. Mình đã bắn sniper này anh Đó, bắn rất là lợi vì thường anh em biết là, biết là sniper là khó là việc các bạn phải ngắm rồi bắn nó rất là khó chịu nhưng mà với kiểu tự động bắn như này, này thì thật sự là rất là dễ kỹ năng là gì? Oh, kỹ năng tăng hình. đấy nhân vật mỗi nhân vật thì nó có ba kỹ năng nhé mọi người nhé. Kỹ năng của mình là tăng hình này. Tăng hình thì không bắn được anh em ạ. À có thể đổi súng nhá. Ah à, nhân vật mình cái này cái... có thể đổi súng này. Và đổi được một lúc thôi. Sniper thì được bị cái là bắn chậm. Uh, thử chiêu cuối này. Chiêu cuối là gió lốc anh em ạ. Đấy, bay lên rất là cao. Oh. Đói, dọn lốc Gọi lốc lên ờ, Hiện tại mình thấy là cũng chỉ có một bản đồ này thôi à Thế này hơi chán nhỉ Nói chung là game này thì cũng có tiềm năng ấy Nhưng mà sẽ cần phải phát triển hơn Ui, uh, nó đắt lưu đạn Cẩn thận, các bạn ơi oh, Đổi súng Rồi, thử mình sẽ thử bay lên cao này đi à, Đứng trên này bắn này Ôi nó bắn đ... đau đấy Ôi nó thấy mình nó bắn này. Hồi sắp chết rồi anh em ạ. Tàng hình tàng hình tàng hình tăng hình. Ai có hồi máu không? Game này thì phải có hồi máu nhé mọi người nhé. Phải có hồi máu mới chơi được. Ôi hồi máu đây này, này. Phải có hồi máu mới chơi được. Tướng có các cái hero ấy có khả năng hồi máu. Sniper thì bắn chậm nhưng mà được cái là bắn xa và cũng khá là mạnh. Cái này mình nghĩ là đang đánh bot thôi. Ui, uh, lùi xuống Ô, uh, nó bắn đau đấy, ui uh. khổ oh, hẹo rồi, nếu các bạn uh, chết thì các bạn sẽ mất khoảng năm uh, 5 giây để hồi sinh nhá Ôi oh, nó cướp lại điểm rồi này à, Game này là chế độ chơi uh, chiếm chiếm điểm rồi Đấy, sniper thì được bật, được cái bắn rất xa nhưng mà bị áp sát thì cũng rất là dễ toang nha Ô oh, nó chiếm lại điểm rồi này. Với dạng game như này thì mình không thích không khoái bắn sniper lắm anh ạ, bởi vì là sniper thường là mạnh ở việc là bắn rất là xa nhưng game này thì với cái kiểu góc nhìn như này thì mình thấy là nó không không hơn cận chiến là bao nhiêu, à không hơn những cái súng khác là bao nhiêu ấy. Bắn lại chậm, được cái sát thương nó sẽ to hơn một chút thôi. Game này thì uh, mình chỉ không thích cái góc nhìn nó góc nhìn thứ ba nhưng mà nó nó cứ nó cứ lưng lửng ấy, nó không cao hẳn, nó không thấp hẳn, nó góc nhìn nó khó chịu dã man luôn. Rồi bắn thêm một phát nữa nhá. Đấy thì các bạn cũng nắm được cái cơ bản về cách chơi của con uh, Ricochet Squad này rồi. Game bắn súng 3v3. Uh, hiện tại thì uh, chế độ chơi hơi ít. Chế độ chơi của game hơi ít và bản đồ chiến trường nó cũng uh, có một bản đồ lặp đi lặp lại, hệ thống nhân vật cũng ít. Uh, còn rất là nhiều cái để phát triển cái game này dạng tiềm năng thôi nó cũng chưa có gì thật sự là quá là khiến mình phải bất ngờ cả nó vẫn đang trong gọi là trong giai đoạn phát triển ấy rồi ta thử kỹ năng nhân vật mới nhá ồ oh, cái này là đặt mìn đấy mẹ ạ ồ oh, đặt mìn nổ này ồ uh, nó nổ ồ oh, mạnh đấy nhân vật này mạnh đấy anh em ạ thì nó còn gọi là cả tên lửa luôn ấy mạnh đấy quả này đúng uh, mạnh này rồi các bạn mình sẽ đặt mìn nhá bắn hơi chậm, súng bắn hơi chậm, súng bắn từng nhát từng nhát một đấy, nó hơi chậm. Đấy, nói chung là mỗi nhân vật thì nó cũng có điểm mạnh điểm yếu riêng ấy. đặt mìn này, oh, đặt mìn rất là khó chịu nha, đứa dẫm mìn là nổ, mất máu. tối đa là các bạn có thể đặt rất nhiều mìn và liên tục được ba quả thôi. ố oh, nó bay lên đây, bắn hơi chậm, kỹ năng thì có vẻ khỏe đấy. Ui, gọi tên lửa bắn này Cũng được nhưng mà bắn hơi chậm Đấy, Nói chung là mỗi nhân vật thì nó sẽ có một cái phong cách chơi riêng em ạ à, chúng ta sẽ chiếm điểm à, Cũng dễ chơi cũng Không có gì phức tạp lắm Đây, đặt mìn này à, Bên mình toàn đặt mìn, mủng này, các thứ này Ghê vậy Ui uh, nó áp sát Mày áp sát gọi tên lửa ra bắn đấy Chạy về đây này Mạnh dã man anh em ạ Rồi Sắp 100 điểm rồi đấy, à, Các bạn cố gắng là chiếm điểm và giữ điểm Cái cái mình chưa thích là game này hiện tại đang phát triển Ít nhân vật, ít chế độ chơi và Ít bản đồ quá Bản đồ nó cứ lặp đi lặp lại này Nói chung là con Rico Chess Squad này thì Đúng là đang phát triển thôi Sẽ cần phải cải thiện rất là nhiều anh em nhé Ok thì như vậy là cậu vàng cũng giới thiệu cho anh em về một con game bắn súng 3v3 có tên là Ricochet Squad hiện đang thử nghiệm ở trên Android. Bạn nào quan tâm mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để bạn tải game và chơi thử nhá. Cảm ơn anh đã theo dõi video này của cậu vàng và thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe kênh Tokyo Online. Các anh em rất nhiều bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye.